gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Lời Chưa Nói. Chương trình Lời Chưa Nói do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Aqua Bloom Media thực hiện, và cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Lacolut Active giúp giảm chảy máu chân răng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ năm trên HTV7. Và nếu như quý vị có lời nào chưa nói với những người thân yêu của mình thì hãy mạnh dạn đến với chương trình cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ là một cái nhịp cầu nối để các bạn có thể nói hết tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc của mình dành cho những người mà các bạn yêu thương nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình cùng với âm nhạc. Linh bất ngờ vì Minh lắm phải không? Ngày hôm nay Minh mời Linh đến đây là để cho Linh một bất ngờ. Nhưng trước khi biết bất ngờ đó là gì thì ngày hôm nay Minh có một lời cảm ơn đến Linh. Lúc mới lên Sài Gòn thì đi học Minh không có đi bằng xe, và Linh đã đèo Minh về. Từ đó thì hai đứa quen biết nhau. Và cũng từ ly trà sữa 10.000 thì Minh và Linh đã thân với nhau hơn, và cùng nhau tìm công việc làm thêm, nào là phục vụ nhà hàng, phục vụ bán cà phê. Nhưng công việc mà Minh không bao giờ quên chắc có lẽ là bán bánh mì. Bởi công việc này thì Minh và Linh đã chia sẻ với nhau kỹ hơn về cuộc sống, gia đình cũng như sở thích của nhau. Và trùng hợp thay, sở thích của Minh cũng là sở thích của Linh. Hai đứa đều ước mơ trở thành một phát thanh viên. Và cảm ơn Linh, Linh đã truyền cho Minh thêm quyết tâm, ngọn lửa yêu nghề. Cảm ơn Linh rất nhiều, cô bạn thân của Minh, chúc Linh. Hai em cũng đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn, rồi quen nhau từ ly trà sữa 10.000 hả em? Dạ đúng rồi anh. Khi đó thì Minh mới lên Sài Gòn học và bạn ấy cũng rất là khó khăn, nên thì em cũng không một chiếc xe. Thì khi mà thấy bạn đi học về thì mình đèo nhau rồi mà khoan, em chở bạn đó hay là bạn đó chở em? Em chở anh ạ. Xe đạp hay xe máy? Dạ xe máy. Mừng quá. Tưởng em đi xe đạp em chở bạn đó chứ. Rồi từ ly trà sữa 10.000 mà bữa đó ai bao? Trời ơi, mới đầu là em nói thôi để Linh trả tiền cho, nhưng mà bạn là con trai á anh. Thì kêu thôi để mình ga lăng, Minh bao cho. Mà hai em uống chung một ly hay hai ly? Dạ, uống chung một ly rưỡi, em uống được có nửa ly rồi. Còn nhiêu là ổng uống hết rồi. Dạ đúng rồi đó anh. Vậy mà cũng mang tiếng bao, trời đất ơi. Chúc cho hai em sẽ giữ được cái tình bạn này ngày càng đẹp hơn nữa. Và công việc của hai em, đam mê của hai em sẽ ngày càng tốt hơn nữa nha. Cảm ơn hai em rất nhiều đã đến với chương trình. Anh có một phần quà. Đây là một cái sản phẩm của nhà tài trợ, kem đánh răng Lacolux Active. Đó, mình dẫn chương trình mà em ha, mình có hàm răng trắng, khỏe, đẹp, đẻ, sáng trưng, hơi thở thơm tho, thì coi như là cái dẫn chương trình của mình nó còn lưu loát, nó dễ thương hơn nữa. Hai đứa về chia nhau nghe, giống như xưa chia nhau ly trà sữa vậy đó. Cảm ơn hai em. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cùng với âm nhạc. Chương trình Lời Chưa Nói này, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến với cô. Vì nhờ có cô mà em từ một học sinh quậy phá, nhưng mà cô vẫn hết mực kiên nhẫn và dịu dàng nói đỡ cho em đối với các thầy cô khác. Nhờ có cô mà em mới có thể bước được tiếp đến con đường của ngày hôm nay. Chương trình này em muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với cô. Em cảm ơn cô rất nhiều.
anh ngồi ké đây xíu. Trời ơi, gương mặt này thiệt ra với khán giả xa lạ, chứ với Đại Nghĩa thì quen. Và thưa quý vị, một học viên của sân khấu kịch Hồng Vân, nơi mà Đại Nghĩa cũng đang cộng tác, giờ mới biết ông quậy vậy đó chứ. Khi thấy ông vô trong sân khấu ông học, mình thấy cũng hiền, thì cũng dễ thương với bao nhiêu người khác. Có ai ngờ đâu hồi đó quậy banh trường. Dạ. Làm phiền lòng thầy cô giáo. Em chào thầy, chào quý vị khán giả. Tự nhiên giờ ngồi đây toàn bậc cha chú, bậc thầy cô không. Chào em, giới thiệu về mình cho mọi người biết một chút đi nào. Dạ là em là Nhật Minh, 23 tuổi, hiện đang là học viên và là diễn viên bên sân khấu kịch của cô Hồng Vân. Thì ngày hôm nay em đến với chương trình là em muốn gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm của em năm 11, cô Hoài, là dạy môn ngữ văn của trường Văn Hiến. Dạ. Hồi đó cô binh vực, cô bao che em nhiều lắm đúng không? Cũng có thể là như vậy. Có một cái sự kiện nào đó đáng nhớ không? Để vì cái tình cảm đó của cô mà mình quyết định mình thay đổi bản thân của mình. Dạ, nhiều lắm. Nhưng mà gọi là đáng nhớ nhất á, là em nghĩ là đến cái lần cuối cùng á, là sắp bị đuổi luôn rồi á. Dạ, là lúc đó ba em với cô đứng vậy nè, là lúc đó là chưa đóng học phí luôn. Cô mới nói là bây giờ là em gật đầu á, là qua đóng học phí học tiếp. Còn em lắc đầu á, thì thôi ba dẫn đi về. Dạ. Thì lúc đó cũng đang đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Có nên nghỉ không? Tại còn quá là ham chơi đi. Nên là tôi cũng đắn đo chập xong rồi ba mới dẫn lên cô hiệu trưởng luôn. Là quyết định là không nói nữa, là làm giấy tờ đi về luôn. Dạ, thì lên cũng cô hiệu trưởng của trường, rồi cũng nói chuyện với ba, rồi với em. Thì lúc đó em mới nghe lỏm á, giữa cuộc nói chuyện giữa cô với ba là cô Hoài có nói chuyện với cô là cũng có một số lời nói là kiểu mà binh vực em á. Xong em mới suy nghĩ lại, thấy cô giáo sao hiền, cô giáo thương mình quá, cho nên là quyết định mình thay đổi bản thân mình để xứng đáng với cái tình cảm mà cô đã dành cho mình, phải không em? Đây, hỏi thăm cô giáo. Dạ, chào cô Hoài. Dạ, hỏi thì cô, chứ trong cái khoảng thời gian đó, khi mà Minh cứ liên tiếp phạm nhiều cái lỗi lầm trong cái quá trình học như vậy, đã từng có lúc nào đó cô cảm thấy nản, cô muốn buông xuôi với các em học trò này chưa? Cũng có những lúc như thế đó. Vì trong lớp cũng có nhiều em nữa, nhiều lúc cái áp lực cũng rất là mệt. Cũng đôi khi cũng từng xuất hiện những cái ý nghĩ như thế. Nhưng mà chỉ thoáng rồi xong lại thôi. Bởi vì cái nghề nghiệp của mình là để giáo dục cho các em tiến bộ, và học sinh cũng chính là cái thành quả của giáo viên. Phải nói là rất là vui, rất xúc động khi mà cô giáo đã nhận lời của mình đến tham gia chương trình để chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về cái công việc của mình, cái trách nhiệm, cái sứ mạng của những người làm cái công việc nhà giáo vô cùng cao cả và thiêng liêng. Cảm ơn cô ngày hôm nay đã đến với chương trình nha, và chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc giảng dạy. Và đây, chương trình có một phần quà đến từ nhà tài trợ, xin gửi tặng cho cô giáo nha. Em, em cũng có món quà nhỏ muốn gửi tặng cho cô. Có luôn hả? Tặng liền tay đi em. Dạ. Em gửi tặng cô. Cái gì vậy trời? Xúc động quá. Em rung hồi hộp, tim nhảy ở ngoài luôn. Tôi cứ hình dung cái giây phút này nó thiêng liêng lắm. Hình dung cái giây phút này mở một cái món quà trong một cái gói vậy đó, thiệt đẹp, mở ra rồi ngấn ngấn nước mắt, giọng rung rung. Cô ơi cô, em xin cảm ơn cô. Cái gì đó ai giờ đâu, lụp chụp rớt, bóc bỏ, bóc hốt, dạch ra đưa cô giáo cặm tặng cô. Nhưng mà cái tấm lòng của em đó là đáng quý nhất, phong cô giáo. Dạ, mình ghi nhận cái tấm lòng của học trò nhỏ của mình cô nha. Bây giờ thì đang học diễn viên thôi, ngày sau nó nổi tiếng. Trời đó cô, nổi tiếng về trường, rạng danh thầy cô, rạng danh nhà trường. Lúc đó là cái sổ vàng nhà trường là tên Minh đứng đầu nghe cô nha. Sổ vàng mà đóng tiền đó cô. Dạ. Sổ vàng đóng tiền ủng hộ nhà trường, nhớ nghe không? Dạ dạ nhớ. Rồi, cảm ơn cô giáo, cảm ơn Minh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại cùng với âm nhạc. Cảm ơn nhóm nhạc Sài Gòn Choir đã mang đến bài hát chủ đề rất lễ nghĩa trong chương trình của chúng ta. Có một cái câu hát trong cái bài hát này mà Nghĩa rất là thích,
là những cái lời yêu thương của chúng ta chưa kịp nói thì hãy nói ngay đi, sợ rằng thời gian sẽ không còn kịp nữa. Đúng như thế, thưa quý vị, đã có rất nhiều những câu chuyện đến với chương trình Lời Chưa Nói đầy cái sự hối tiếc và muộn màng khi chúng ta chưa mạnh dạn để nói lên những cái lời mà mình yêu thương, hoặc là cái lời mà mình muốn xin lỗi đến một ai đó. Để rồi một ngày nào đó, khi thời gian trôi qua, khi nhiều biến cố xảy ra, chúng ta không còn cơ hội để nói điều đó với những người mà chúng ta yêu thương nữa, thì đó là một điều vô cùng đáng buồn. Vì vậy, hãy mạnh dạn nói ra tất cả suy nghĩ của mình nha. Còn nếu như quý vị chưa đủ tự tin thì hãy đến với chúng tôi, đến với Lời Chưa Nói. Đây sẽ là một dịp cầu nối giúp cho quý vị có thể trao gửi tất cả những yêu thương của mình. Và với chương trình Lời Chưa Nói ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời. Xin được giới thiệu ca nhạc sĩ Sĩ Luân và ca sĩ Đào Bá Lộc. Thì bây giờ anh em chúng ta về chỗ ngồi trước cái đã. Đi nào. Với mỗi một số của chương trình Lời Chưa Nói á, thì chúng ta sẽ có hai câu chuyện. Họ sẽ mang câu chuyện lên sân khấu này. Họ sẽ chia sẻ những cái lời ấp ủ của họ với những người họ thương yêu. Nhưng mà nhiều khi họ cũng ngại ngùng lắm, họ cũng rụt rè lắm, và cần chúng ta là những người khơi gợi cho họ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên. Đây là nhân vật đầu tiên của Lời Chưa Nói hôm nay. Người ta nói gái một con trong mòn con mắt này, gái hai con vẫn mòn như thường. Kim Liên, chào em. Chào em. Đến đây là Chưa Nói muốn gửi đến lời xin lỗi. Nói là xin lỗi bản thân mình. Em xin lỗi hai đứa con của mình. Cái lời Chưa Nói này hơi bị lạ nha. Nào giờ đến đây đa số là người ta nói lời Chưa Nói dành cho ai đó bên ngoài, chứ chưa mà một ai nói lời Chưa Nói dành cho mình. Em gửi đến... Nói chung là cái tâm tư của em với một cái cuộc hôn nhân của em. Một bài hát. Một bài hát? Hát mình hay sao? Dạ, hát mình. Hát mình thôi, tự tin không? Cái này em tỏ hết lòng, cái cảm xúc của em thôi. Okay. Miễn sao mình bày tỏ hết cảm xúc của mình là cái được. Cái này không hay rồi, nhưng mà muốn hết cái cảm xúc của mình. Dạ. Nhiều khi chính cái cảm xúc đó lại là cái lay động người xem hơn là cái về yếu tố kỹ thuật. Bây giờ cố gắng mình bình tĩnh. Dạ. Mình lơ, mình hát tất cả nỗi lòng của mình ra. Thật là hay cái bài hát này, dành tặng cho hai con, cho một người đã qua trong cuộc đời mình, cho chính bản thân mình và cho tất cả quý vị khán giả nha. Dạ. Mời em lên sân khấu.
Mình đến cái chương trình Lời Chưa Nói này với mục đích là mình muốn gửi đến lời xin lỗi. Cái lời xin lỗi đầu tiên là Liên xin lỗi chính bản thân mình. 20 năm cái thanh xuân của mình hầu như nó không có. Đến bây giờ mình mới nhìn lại, hầu như mình không có tuổi thanh xuân. Mình không có cái niềm vui riêng. Ngay từ nhỏ thì mình đã không có tuổi thơ. Mình không trách vì cái đó là cái gia đình, cái hoàn cảnh của mình nó khổ quá, cho nên mình không có cái tuổi thơ như bao nhiêu trẻ như hiện tại. Nhưng mà cái lúc mà mình cái tuổi của mình nó đủ 18, nhưng cái tuổi mà tuổi trẻ đó, thì mình vướng vào một cái tình cảm đến nay luôn nữa, rồi đến cái con thì mình lại không có cái được sự không có cân bằng được là gia đình với ở ngoài. Đến khi trải qua 20 năm có hai đứa bé, đến 20 năm đến hôm nay thì cái hôn nhân mình đã đổ vỡ. Đổ vỡ này một năm thì mình nhìn lại đổ vỡ này mình cảm thấy nó đau quá. Mình nhìn lại tại sao cái 20 năm đó mình cố gắng mình nó không cuối cùng nó không được gì hết á. Mà bây giờ người khổ nhất là hai đứa con của mình. Với lại cái đòi xin lỗi thứ hai, cái này là riêng mình đặc biệt nhất, là xin lỗi hai đứa con của mình. Xin lỗi hai đứa con của mình. Đứa lớn này 10 tuổi và đứa bé gái này 8 tuổi. Cảm ơn con. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi hai đứa. Vì mẹ tạo ra hai đứa mà không cho hai đứa được một cái gia đình hoàn chỉnh. Và cái thiệt thòi nhiều quá về cuộc sống hiện tại, về tình cảm. Mẹ xin lỗi hai đứa. Tụi con cũng xin lỗi mẹ. Dạ đúng. Thì mấy hôm nay vì tụi con mà ngoại phá mẹ không hả? Vì tụi con mà mẹ lại vất vả như vậy. Con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ vất vả như vậy đâu. Con chỉ mong là tụi con lớn nhanh để mẹ khỏi vất vả về tụi con nữa. Cảm ơn con. Rồi, chào Liên, chú Nghĩa chào hai con. Dạ, chào chú. Cả nhà mình cùng xuống dưới ghế ngồi, rồi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn nha. Dạ. Duy và Khoe ha. Rồi, mời cả nhà mình nào. Khi mà em lập gia đình là bao nhiêu tuổi? Dạ, 18 tuổi. 18 tuổi là mình lập gia đình, đúng không? Cái tuổi mà đẹp nhất của người con gái. Vậy thì lúc đó, cái tuổi mà lẽ ra cái tâm lý bình thường của các cô gái á, là vẫn cứ thích ra ngoài chơi, vẫn còn thích bạn bè, nói chung là vẫn còn ham vui á. Vậy thì tại sao lúc đó mình lại chấp nhận một cái lời cầu hôn, mình lập gia đình sớm như thế? Và rồi khi lập gia đình rồi là mình không tự cho mình những cái niềm vui khác đúng với cái tuổi trẻ của mình. Thật ra đến năm 18 tuổi mình vẫn còn đi kiếm việc, nói chung là mình vẫn còn lao động. Nói chung là từ nhỏ đến lớn mình lao động nhiều thứ lắm, mình làm đủ thứ á. Đến năm 18 tuổi thì mình có gặp ông xã đó. Thì mối tình đầu mà. Với lại mình ước gì lúc đó đó có người, chẳng hạn như ba mẹ đi, mình có ba mẹ gia đình đủ, nhưng mà nhiều khi ba mẹ mình cũng hơi có tính hay biết sao. Chẳng lẽ giờ nói ba mẹ không thương mình thì cũng không đúng. Cũng thương con, nhưng mà có cái cách quan tâm của con hầu như ba mẹ hầu như không có, hơi bị lơ là không có biết á. Thì mình quen ông xã lúc đó thì cũng không có ai mà chia sẻ, nhận ra, chỉ dạy mày người đó làm sao hay là sao, mình cũng không ai nói, rồi bạn bè mình cũng không có. Bà con gia đình thì cũng có, đông nhưng mà bên mình không có một người nào hết á. Xong mình gặp ông xã thì giống như là mình thấy gặp được một cái vớ cái cứu cánh, cái cứu cánh đó. Một điểm tựa. Một điểm tựa đó. Đó. Đúng rồi. Giống như là người thân, một người cha luôn. Nhiều khi quan tâm chút xíu là mình coi như trời á. À, xin lỗi hỏi chứ ông xã của em lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi. Lớn hơn 9 tuổi. Lúc đó thì anh ấy đã 27 tuổi rồi, đúng Thực không? Thực ra mình quen ông xã thì lúc đó ông xã đang có gia đình. À. Ông mà gia đình của ông xã lúc đó là đang ly thân, sau này anh cũng đã ly dị rồi.
thì cũng theo lúc đó thì mình mới sanh hai bé này, lần lượt hai bé này ra. Với lại cuộc hôn nhân của mình 20 năm, mình cũng chưa được mặc áo cô dâu nữa. Ngay cả khi anh ấy đã ly dị rồi, dạ, mình danh chính ngôn thuận đến với anh ấy, cũng không có một cái đám cưới. Dạ. Anh đưa ra nhiều lý do. Mà lúc đó thì anh nói mình cũng buồn, nhưng mà mình cũng chịu. Lý do gì? Lý do đầu tiên thì anh nói là mới ly dị, cưới nữa người ta sẽ nói. Mình cũng ờ. Rồi xong rồi kêu đợi thời gian đi, xong mình đợi thời gian, anh nói thôi để như nào có nhà đi. Chứ mình mới nói thôi giờ nếu mà thôi không cưới cũng được, hay sao không được làm cái kết hôn. Anh cũng không chịu luôn nữa. Đến khi mình có bé này nè, bé trai, rồi anh mới nói thôi giờ có con rồi thôi để con có bầu đẻ xong đi. Đến bé này được 6 tháng nè, anh mới kêu mình về chứng giấy độc thân. Lúc đó mình không có gọi gì là gọi là hạnh phúc, giống như mình chị trai lì. Không có gọi hạnh phúc, nhưng mà mình phải chứng để mình làm giấy khai sanh cho con. Nhưng mà mãi đến 20 năm thì cái cuộc mà cái đám cưới cô dâu đến nay, miễn này cũng không có. Và đến đây đã đứt luôn rồi. Nghe bây giờ thì mình cứ thấy sao mà lúc đó mình có những cái suy nghĩ nó hơi nông nổi đến như vậy ha. Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng hiểu được cái tâm lý của một cô gái 18 tuổi. Đúng rồi. Không có nhiều cái sự quan tâm từ phía gia đình, vất vả mưu sinh, thì có một cánh tay đưa ra, một người đàn ông chững chạc trưởng thành đến với mình như một cái gì đó mình bám víu vào. Dạ đúng rồi. Và mình cứ cam chịu cái điều đó suốt ngần ấy năm. Nhưng mà thật sự chồng mình không phải là người xấu lắm đâu, cũng có rất mặt rất là tốt. Nhưng mà chỉ có một cái là mình không chấp nhận ông xã đặt gia đình đứng ở phía sau tất cả mọi người. Ví dụ những cuộc vui, những cuộc bạn bè nọ là hầu như đứng đầu. Em cảm thấy là trong cuộc sống mà coi như là mình trả được cái gì thì mình cứ trả, cái nghiệp duyên tới đâu thì mình cứ tới. Nhưng mà ngày hôm nay em chúc mừng chị, bởi vì dù có gì xảy ra chị vẫn có hai cháu. Dạ. Chị vẫn hai thiên thần nhỏ rất là dễ thương bên cạnh chị, và em cảm nhận được là hai cháu rất thương chị. Chị còn cơ hội làm lại rất nhiều. Và bây giờ thì là cái em nghĩ, thay vì mình nghĩ đến quá khứ thì nó đã diễn ra rồi. Mình dẹp bỏ nó đi và mình tập trung từ hiện tại cho đến tương lai. Thật ra thì nãy giờ Lộc nghe rất là nhiều. Nhưng mà tại vì ban đầu thì Lộc nghĩ là có rất là nhiều điều Lộc đồng cảm, Lộc muốn chia sẻ. Nhưng mà sau đó bởi vì Lộc nhận ra là chị đã nhận ra sẵn vấn đề của mình rồi. Đó là mình không cân bằng giữa đúng rồi, mọi thứ. Không cân bằng. Nhưng mà đúng ra thì không nên nhắc tới tuổi của phụ nữ. Nhưng thật ra chị rất là trẻ, chị rất là đẹp, nụ cười rất là đẹp. Và hai đứa nhỏ cũng có được cái nét đẹp của mẹ. Nên là nếu như cá nhân Lộc ở trong thời điểm này, Lộc thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì hai con vẫn còn đang ở với mình. Lộc không biết là hiện tại Lộc chị đã có người mới chưa, nhưng mà Lộc thấy sẽ rất là uổng phí khi mà mình cứ như thế một mình. Và hai đứa trẻ cũng cần, không phải là cần một người đàn ông để nương tựa, bởi vì thật ra là một mình mẹ thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng mà cần có một không gian, chúng ta cần nhiều người mới hơn, cần nhiều điều tích cực hơn đến trong cuộc sống của mình. Nên Lộc rất là mong muốn là trong thời gian sắp tới chị sẽ vui vẻ hơn, chị thôi nghĩ về cái hôn nhân đau khổ đã qua, chị sẽ có nhiều bạn bè mới và mình sẽ đầu tư cho bản thân nhiều hơn. Hai em bé này cần cái sự vững vàng từ một người mẹ, cần một gia đình thực sự trọn vẹn và hạnh phúc để các con có thể lớn lên với tất cả tình yêu thương của những người chung quanh. Con thương mẹ nhiều không Khuê? Dạ có. Bình thường ở nhà có khi nào con thấy mẹ khóc không? Cũng có lúc con thấy mẹ khóc. Lúc đó mẹ khóc thì con có nói gì với mẹ không? Dạ con có nói là mẹ đừng có khóc nữa. Mà con có biết tại sao mẹ khóc không? Cái đó con không. Con không có biết, con không có hỏi luôn đúng không? Tại vì nhiều khi có những cái chuyện của người lớn á, mình có hỏi thì mẹ cũng không có nói được cho mình nghe, hoặc nếu như có nói thì mình cũng chưa có hiểu. Cho nên là nếu như mà sau này có thấy mẹ khóc thì cứ đến bên mẹ, ôm mẹ, hung mẹ, nói chuyện với mẹ cho mẹ vui hơn con ha. Dạ. Thế còn Duy thì sao, con trai? Lâu lâu thì con có tới hỏi mẹ. Nhưng đa phần mẹ không nói. Mẹ con sao? Hỏi mẹ sao? Dạ mẹ có chuyện gì mà mẹ buồn vậy? Thì mẹ cũng im, mẹ bảo con đi qua chỗ khác chơi. Rồi lúc con nghe mẹ nói như vậy á, con có đi ra chỗ khác không hay là con vẫn ở bên cạnh mẹ? Dạ thì con có, con thì rất ngoan của mẹ.
vả lần rồi cũng ra chửi với em như thế rồi. Con cũng ra chửi với em rồi. Có bao giờ con hỏi mẹ về ba không? Dạ, lúc đầu thì có, nhưng mà lúc bây giờ thì không. Con có nhớ ba không? Dạ, con nhớ. Con nhớ, ôi con nhớ nhiều lắm. Bao lâu thì con được gặp ba một lần? Đa phần ba muốn qua gặp thì ba qua thôi, chứ không có gì đó. Thực ra là nhưng mới đầu con nó không chịu như ba mẹ như vậy chị, nhưng mà chị có nói với con là con ơi, cho dù ba mẹ nó có ở một khác nhưng mà vẫn lo cho con, vẫn chăm, vẫn ăn uống, vẫn bình thường, chứ con khác là ba mẹ không có ở chung nhà nữa thôi. Thì cái giai đoạn đầu mình nghĩ ông xã là chia tay chị người lớn. Thậm chí mình phải thương con mình nhiều hơn xưa nữa vì nó đã tổn thương rồi. Thật ra là Lộc nghĩ là những cái mà Lộc chuẩn bị nói thì nó cũng có vẻ hơi quá trớn một tí. Nếu như mình có dịp nhìn ở ngoài thì mình sẽ thấy là hai bạn nhỏ trưởng thành hơn độ tuổi rất là nhiều. Và đây là cái mà không phải lúc nào cũng có được. Tuy nhiên mình là một người phụ huynh thì mình phải điều chỉnh bản thân mình để cái sự trưởng thành này nó đi đúng đắn. Thì đối với những đứa nhỏ mà trưởng thành sớm, nó sẽ rất là dễ tổn thương. Nên là khi con mình trưởng thành được sớm, nó cũng là cái điều may mắn cho mình. Nhưng mà mình phải điều chỉnh cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình để cho cái điều đó nó đi đúng đắn. Bởi vì nãy giờ Lộc cứ thấy hai đứa nhỏ phải khóc. Thì Lộc nghĩ điều này nó không nên lắm. Lộc thấy khi mà chị nói chuyện chị khóc, bé gái nhìn đó rất là trưởng thành. Không phải bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể trưởng thành như thế. Và đây sẽ là một con dao hai lưỡi. Nếu mà bản thân mình là phụ huynh mà mình không có điều chỉnh cái điều đó tốt, nên là Lộc xin lỗi lỡ mà Lộc nói cái điều đó nó quá trớn. Nên Lộc rất là mong. Bởi vì khi chị đã đến được đây rồi, Lộc mong là trong thời gian sắp tới mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình sẽ vững vàng hơn, mình sẽ vui vẻ hơn. Cảm ơn Đào và Lộc rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là chân thành. Đúng là như vậy ha, quá khứ thì đã đi qua rồi đó, bây giờ hiện tại và tương lai là cái điều mà mình đang hướng đến. Vậy thì mong rằng Liên sẽ lấy lại tinh thần, những cái chuyện gì đã qua thôi cứ cho qua, hãy nhìn vào hiện tại với hai con và những ngày sắp tới để mình có một cái hướng giải quyết cho cái gia đình của mình nó ngày càng nó tốt đẹp hơn. Đặc biệt là với hai bé này, mình còn phải có trách nhiệm rất là lâu rồi dài với hai con nữa, và hai con cũng vậy. Hãy ở bên cạnh mẹ, yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ, ngoan ngoãn và học giỏi nè. Để khi nào mình lớn lên một chút xíu nữa, mình có thể phụ mẹ để đỡ đi cái gánh nặng của mẹ. Các con đồng ý không? Dạ đồng ý. Các con giỏi. Bây giờ thì sẽ có một cái phần quà nhỏ của chương trình. Thôi bây giờ phần quà này thì gửi cho hai con đi nha. Đây là phần quà của chương trình nè. Đây là phần quà của nhà tài trợ gửi cho gia đình của mình nha. Chúc cho nhà mình sẽ có những ngày tháng sắp tới thật là vui. Cảm ơn Liên đã đến đây và chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả mọi người. Và qua câu chuyện này biết đâu chúng ta cũng sẽ có những cái rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Hãy yêu thương mình nhiều hơn và hãy nhìn về một cái gì đó tương lai tươi sáng tốt đẹp. Cảm ơn cả nhà mình. Rồi, bây giờ mình tạm biệt nhau tại đây nha. Chào hai con. Chào chú. Cái câu chuyện đầu tiên này làm chúng ta hơi buồn, hơi mũi lòng. Cái câu chuyện thứ hai thì anh hy vọng rằng nó sẽ có một cái màu sắc nó tươi sáng hơn. Nếu như câu chuyện này thì mình thấy một người đàn ông hơi vô tâm với gia đình, thì cái câu chuyện thứ hai là hoàn toàn ngược lại. Một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông yêu thương vợ con, một người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả mọi cái, kể cả sự nghiệp của mình. Mời Sĩ Luân, mời Đào Bá Lộc và tất cả mọi người cùng đến với câu chuyện thứ hai. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Gia đình mình có mấy bé rồi Hiền ha? Dạ nhà em có hai bé. Hai bé rồi, hôm nay đến đây là mình nói lời chưa nói dành cho ai đây? Em muốn gửi lời cảm ơn tới người chồng của em. Đồng thời là thông qua chương trình em muốn chồng em đi dạy lại. Dạ. Tức là chồng em trước đây làm giáo viên. Dạ. Ông chưa biết gì hết đúng không? Dạ. Vậy một lát nữa mình sẽ mời ông lên sân khấu, mình nói lời cảm ơn, sau đó mình sẽ mời ông về chỗ ngồi trò chuyện cùng với nhau nhiều hơn ha. Dạ vâng ạ. Mời em ra sân khấu.
Rất là vui khi mà được đến tham gia chương trình. Thì nhà em thì có 4 người ạ, vợ chồng em và hai bé nhỏ. Thì em xin mời ông xã Thanh Yêu xuống đây tham dự cùng chương trình với mẹ con em được không ạ? Dạ, hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt với gia đình em, bởi vì là ngày mà em muốn nói lời cảm ơn với ông xã của em, người đã cùng chung mái nhà với em 8 năm nay. 8 năm cũng chưa phải là dài nhưng mà cũng không phải là ngắn để hiểu về một con người. Và mẹ con em ở đây muốn nói với anh là mẹ con em biết ơn anh rất là nhiều. Và thực tâm mẹ con em rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái ý chí nghị lực của anh trong cuộc sống. Mình cũng thật là ngạc nhiên vì được tham gia chương trình này. Nhân dịp đây thì thấy vợ đã thể hiện những cái tình cảm, những cái cảm xúc với chồng. Thì chồng rất là cảm ơn. Và cũng nói với vợ rằng hãy yên tâm, anh luôn luôn làm cái bờ vai vững chắc cho em. Trời ơi, tình cảm quá. Một gia đình hạnh phúc. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng xuống cái đó, ngồi trò chuyện với các chú nha. Đi, Hồng Anh với Hoàng Anh nắm tay nhau nè. Hồi nãy em nói lời cảm ơn đến ông xã là bởi vì ông xã đã hy sinh nhiều cái cho gia đình, cho vợ con này kia. Bây giờ em có thể nói rõ hơn về những cái gì mà anh ấy đã làm cho nhà mình được không? Dạ, nói chung là em có thể nói tóm gọn lại một câu, đó là người chồng mẫu mực, người cha tuyệt vời. Bởi vì là ở cái xã hội này mà em thấy bản thân em cũng như những người khác họ nhìn vào á, thì họ thấy hiếm có một người đàn ông như thế. Thật sự là như vậy. Hiếm hiếm sao, kể cho mọi người thèm chơi. Dạ, bởi vì chồng em thì là cũng học đại học sư phạm, sau người ra cũng bước lên bục giảng, cũng cầm phấn đi giảng dạy các học sinh. Rồi sau đó thì cuộc sống có nhiều thay đổi. Em sinh hai bé, 3 năm hai bé. Vì cái tình thương con mà vô bờ bến mà anh đã hy sinh ở cái giai đoạn mà cái nghề nghiệp của anh đang phát triển. Ngày đó anh đi làm, đi dạy văn, rồi đồng thời đi làm quản lý học sinh, lương tới 20 triệu một tháng cách đây 8 năm rồi đấy quý vị.
nhưng mà anh nghĩ, anh sẵn sàng nghĩ để ở nhà chăm con. Mặc dù khi đó anh nghĩ lòng anh rất là buồn. Nhưng mà em thì em thấy anh là đàn ông mà ở nhà chăm hai bé thì rất là cực mà rất là thiệt thòi cho anh, đúng là như thế. Thì em có làm trong ngân hàng thì em bảo là để em xin nghỉ, để em nhà em chăm, nhưng mà chồng thì lại thương vợ là có hai con nhỏ mà vợ ở nhà chăm thì quá vất vả đi, với lại cái nghề nghiệp của vợ mà sao xin lại nó cũng khó. Thế là chồng em quyết tâm nghỉ. Nghỉ làm luôn, dạ. Nghỉ đi dạy, nghỉ làm quản lý luôn. Dạ đúng rồi, anh quyết tâm là chỉ có con đường buôn bán. Chỉ có con đường buôn bán thì mới có thể dành thời gian cho bé nhiều hơn. Mà nhiều người nghe câu chuyện này mọi người sẽ hỏi tại sao mà không kiếm người giúp việc, hay là tại sao không nhờ ai đó mà để mà đi dạy, để đi theo bước con đường của mình mà lại phải ở nhà hy sinh như thế. Nhưng mà thưa quý vị là vì chồng em rất là lo lắng cho con, không yên tâm khi giao cho người khác. Anh rất là kỹ tính, rất là thương con. Thì anh mới bán xôi vào buổi sáng. Thì được cái là xôi của anh cũng ngon mà cũng được lòng khách hàng, nên là quán xôi của anh càng ngày càng đông khách. Dạ. Là bán tới giờ luôn đó hả? Dạ đúng ạ. Em cũng đang thắc mắc là đối với đàn ông thì sự nghiệp là cái đầu tiên. Tại vì nếu không có sự nghiệp thì mình không thể nào mà có kinh phí lo lắng cho các con, không thể có một cái mái nhà mà như mình mong ước được. Thì cái điều gì khiến anh rời bỏ sự nghiệp đấy mà tìm những cái đường lao đao để mình tập trung lo cho các con? À, tại vì thế này, đối với mình ạ, thì cái sự nghiệp nói chung là nó tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình mà mình có thể thay đổi, thì miễn sao nó phù hợp nhất. Tức là cái khi mà mình đã xác định đi làm một cái việc khác, tức là mình cũng đã tính cái phương án có thể là sẽ thất bại, thì cái thu nhập nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà với cái khả năng của mình và cái sự quyết tâm của mình thì mình sẽ cố gắng làm và làm hết mình, làm đến cùng. Mặc dù là từ cái khi làm bắt đầu mở ra bán hàng á, thì có nhiều lúc là cũng thất bại rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy lại nó càng ngày nó càng hiệu quả và thành công hơn. Cho nên là mình sẽ quyết tâm làm. Vậy đây là một người cha rất là bản lãnh. Vậy là chúng ta soi lại, sự nghiệp không phải nhất quyết là chúng ta đã đi con đường đó rồi mình tiếp tục gọi đó là sự nghiệp. Mà sự nghiệp có thể tìm nhiều con đường khác nhau, và quan trọng là bản lãnh người đàn ông. Và thời điểm đó khi mà mình rút lui như vậy, mình ở nhà mình chăm con, vợ đi làm kiếm tiền về, bạn bè, rồi bà con hàng xóm, rồi gia đình của bên mình á, có ai người ta nói gì không em? Dạ, cái đó nhiều chứ ạ. Thậm chí là bố mẹ anh chị em trong nhà nói chứ, chứ nói là hàng xóm nữa, bạn bè nói nhiều lắm. Người ta nói làm sao? Nói chung là bây giờ đã bỏ cái thời gian ra bao nhiêu năm để học hành rồi mới có một cái công việc nó ổn định như thế, thu nhập khá như thế mà tự nhiên lại bỏ đó. Thì nói chung là họ thể hiện sự tiếc nuối tiếc nuối rất là nhiều, và họ khuyên mình tiếp tục công việc. Nhưng mà em thì lại chọn một con đường là lui về, trước hết là để chăm sóc các cháu cho nó khỏe mạnh và cứng cáp cho ngoan, rồi sau đó thì em đi làm những công việc khác nữa. Và cái khoảng thời gian đó mình có nhớ nghề không? Có nhớ bục giảng không? Dạ có chứ, nhớ nhiều chứ cha anh. Tại vì tức là hàng ngày mình tiếp xúc với học trò từ sáng đến tối mình mới về. Gần như là cái thời gian là gắn bó với lại học trò rồi, cho nên là nó nhớ nhiều lắm. Nhưng mà tùy cái hoàn cảnh gia đình mình thôi. Nói chung là tùy hoàn cảnh gia đình mình giải quyết vấn đề thôi. Mà lúc đó mình có cân đối không? Mình thu nhập một tháng 20 triệu nè, lúc đó vợ mình thu nhập một tháng nhiều hơn con số 20 không? Khi đó thì em cũng gần thôi, gần được 20 thôi. Gần thôi, tức là không bằng lương của ông rồi đó. Dạ, không bằng lương của anh á. Nhưng mà anh có nói một điều là làm ra tiền bao nhiêu á, tất cả cũng là để lo cho tương lai cho con thôi. Cho nên là bây giờ hiện tại con đang nhỏ thì cứ lo cho con tốt đã, rồi mai mốt có điều kiện thì mình có thể kiếm tiền sau. Còn bây giờ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, qua ngày hai vợ chồng vậy đó. Đây như là câu chuyện cổ tích vậy đó. Thiệt, đúng không? Bây giờ mình rất khó để mình tìm được một cái gia đình như thế, đặc biệt là với người đàn ông như thế này. Nếu như lúc trước khi mà mình còn giảng dạy và cái thời gian mà mình quyết định nghỉ dạy cho đến bây giờ, thì hiện tại mình có hay gặp vấn đề tài chính không, nếu mà mình so sánh giữa mình giữa thời điểm hiện tại so với cái lúc mình còn đi dạy? Hiểu rồi. Lúc trước khi mình đang còn đi dạy thì thu nhập nó ổn định,
Thì lúc đó thì cái kinh tế thì không phải lo. Cái lúc mà mới bắt đầu ra đi buôn bán á, thì cái thu nhập nó chưa có ổn định, chưa có nhiều. Cho nên là cũng có gặp khó khăn cái giai đoạn đầu. Nó giai đoạn đầu khoảng mất khoảng hơn một năm. Thì lúc đó là hơi khó khăn. Và bây giờ thì nói chung là ổn định rồi thì không phải lo nữa. Ok, hiện giờ ổn định rồi. Nhưng mà hồi nãy anh có nói là nếu như trong cái giai đoạn ổn định hiện tại mà so với lúc trước thì nó ổn hơn đúng không? Đúng rồi. À, ok. Lộc có một cái thắc mắc mà nãy giờ là thật sự là anh có thích những việc mà mình đang làm hay không? Ví dụ như mình buôn bán hay là tất cả mọi thứ nó chỉ bởi vì chăm con thôi? Tất cả mọi thứ mình làm đều xuất phát đầu tiên là từ chăm con hết. Khi đang còn là sinh viên trường đại học sư phạm á, lúc đó là bắt đầu mình là bắt đầu buôn bán, rồi buôn bán mình bán sách cho sinh viên. Vậy lẽ ra hồi đó phải học kinh tế mới đúng. Em không học kinh tế rồi. Từ hồi nhỏ. Em học kinh tế, em qua trường đại học kinh tế em học được mấy tháng, nhưng mà sau đó vợ đi làm về trễ quá em kẹt em nghỉ em lại. Thì cái bây giờ nói chuyện nói tới nó luôn thấy em tội đồ quá luôn. Thì cái gì em mà ông chồng của em ông bỏ hết tất cả mọi cái luôn vậy đó. Cũng may là bây giờ ông gắn bó với cái doanh nghiệp xôi, còn ông cũng thành đạt. Cái công việc buôn bán của anh giờ đã ổn rồi. Nhưng mà nói gì thì nói chứ anh bao nhiêu năm điền sách rồi. Cái nghiệp, cái nghề của anh thì anh cũng rất là yêu thích nó. Nên thực ra em bây giờ em rất là muốn là anh quay lại với cái nghề của mình, cái nghề giảng dạy của mình. Nhưng mà nếu như bây giờ chồng em quay lại với công việc đó thì em phải hy sinh công việc hiện tại của em. Dạ thì hiện tại là em xin nói với quý vị, với anh Đại Nghĩa, với chồng ở đây là em cũng đã xin nghỉ ngân hàng rồi. Em xin nghỉ ngân hàng rồi. Em nghỉ bao lâu rồi? Dạ em cũng nghỉ được khoảng 2 tháng rồi. Em nghỉ là vì lý do? Dạ bởi vì là em thấy chồng em đã hy sinh cho gia đình quá nhiều rồi. Bây giờ là lúc để em, khi đấy thực sự là khi mà em xin chồng em ý kiến để em nghỉ để về lo cho gia đình thì chồng em không đồng ý chút nào hết. Vì chồng em nói là phụ nữ phải có một cái nghề ổn định, với lại cái nghề của em tuy vậy chứ chỉ là làm trên đầu óc thôi chứ không phải vất vả tay chân. Mà cái nghề của em thì nó nói chung là có cái sự giao tiếp rộng, nó sẽ có vui vẻ cho cuộc sống hàng ngày. Còn khi mà em đã về em làm việc tay chân thì nó có những cái mặt hạn chế của nó. Nên chồng em thương vợ nhất định chồng em không muốn em nghỉ. Nhưng mà em vẫn quyết tâm em nghỉ. Bởi vì bây giờ em nghĩ, bây giờ các con cũng đã lớn được chút rồi. Đã đến lúc là anh nên trở về với bục giảng rồi. Đã đến lúc anh hy sinh với mẹ con như em như vậy quá nhiều rồi. Như vậy là em thấy biết ơn, mẹ con em biết ơn anh vô cùng rồi. Có phước lắm mới gặp được anh. Nhưng mà giờ thì anh nên quay lại với cái nghề giảng dạy của mình. Bởi vì thực tế cái khi mà lần thứ hai mà chồng em nghỉ việc là thưa với quý vị là chồng em đã khóc. Giọt nước mắt đàn ông đã rơi ra. Khi mà nói là trước mặt vợ con thì anh ấy, nhưng mà đêm anh nằm anh đã khóc em biết. Anh giấu vợ con hết em biết. Bao nhiêu năm anh đi dạy cũng được nhà trường, học sinh, phụ huynh rất là yêu quý. Khi mà anh nghỉ anh rất là trằn trọc, nhưng mà không có cách nào khác. Làm cái gì anh cũng nghĩ cho vợ, cho con mà anh nghĩ thôi. Cái sự hy sinh qua lại này nè, nó làm cho anh cảm thấy rất là xúc động. Đúng như em nói là có phước mới gặp anh ấy, mà ngược lại cũng như thế. Anh ấy cũng rất may mắn mới gặp được em. Một người phụ nữ cũng biết quý trọng những gì mà anh ấy đã làm cho mình, và biết hy sinh ngược lại, chứ không phải mình nhận một chiều. Như vợ em chia sẻ đó, thì bây giờ vợ em đã có một cái quyết định là sẽ lui lại để chăm sóc các con thay cho em. Em có nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại hay không? Không, hiện tại là em chưa quay lại. Tại vì hai vợ chồng sẽ đồng lòng để kinh doanh, bán xôi để cho nó phát triển. Tại sao trước giờ một mình em bán xôi được, một mình em làm cái chuyện đó được mà nó vững rồi, giờ không giao cho vợ làm cái đó đi? Dạ, nói thật là nếu mà bây giờ một mình em làm thì em dám chắc với anh là em cũng sẽ làm giỏi nha anh. Nên anh hãy yên tâm để anh quay lại với cái nghề giáo của anh. Bây giờ dễ vợ bán xôi, em quay lại em làm, vừa là cái đam mê của mình, cái nghề, cái nghiệp của mình, mà vừa có một cái khoản thu nhập khác nữa mang về cho nhà mình chứ. Không, tại vì em có cái định hướng khác. Tại vì em hiện tại thì đang bán hai chỗ, thì tương lai thì có thể tụi em sẽ mở một cái tiệm lớn hơn, hoặc là có thể em sẽ mở những cái chi nhánh khác nữa. Mở rộng quy mô doanh nghiệp xôi.
Thiệt luôn, bây giờ ông này ông lầm vô kinh doanh rồi, ông mê kinh doanh luôn rồi. Chính xác, thật ra là Lộc nghĩ là chuyện mình muốn điều gì và đồng nghiệp mong mỏi điều gì nó không quan trọng bằng chuyện bản thân chồng mình muốn điều gì. Thật ra là đứng ở góc độ nếu mà Lộc có gia đình mà ví dụ người trong gia đình của Lộc hoặc con cái của mình thi thoảng là mình muốn cái điều tốt nhất, nhưng nó sẽ không quan trọng bằng cá nhân của cái người đó mong muốn điều gì, đó mới là cái điều hạnh phúc nhất. Và thi thoảng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn như thế nhưng mà còn cá nhân họ muốn như thế nào. Nên là Lộc nghĩ là mình có thể chia sẻ, có thể mong muốn, có thể này kia, nhưng mà quyết định thì mình nên để cho anh quyết định sẽ tốt hơn, bởi vì bản thân anh sẽ biết cái điều gì đó cần nhất với anh. Lộc nói rất là hợp lý đúng không em? Dạ. Thôi bây giờ mình nghĩ là nghĩ vậy, nhưng dạ, mà cái quyền quyết định vẫn là của ổng. Dạ. Thôi cứ để cho ổng phát triển doanh nghiệp đi. Dạ. Mình hỗ trợ ông tay đến khi nào mà mình có một cái mạng lưới rải khắp cả nước rồi đó ha, mình ngồi vào nhà mà có nhân viên mình lo lắng tất cả mọi chuyện đó, thì lúc đó nhiều khi anh nghĩ tới cái việc là quay trở lại bục giảng nó cũng có chưa muộn ha. Dạ, dạ. Nhiều khi mình càng lớn tuổi mình lại càng có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể mình giảng dạy tốt hơn nữa. Bây giờ ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ có hai phần quà dành cho cả nhà của mình đây. Đây thôi, hai con nữa nha, hai con cầm nữa nha. Cái phần quà này của nhà tài trợ nè. Dạ. Phần quà này là của bên chương trình nè. Chúc cho nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, yêu thương nhau đầm ấm dày. Cảm ơn Sĩ Luân đã chia sẻ. Còn bây giờ sẽ là hai phần quà dành cho Đào Bá Lộc và Sĩ Luân nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến hai câu chuyện, hai cái màu sắc hoàn toàn khác nhau, cũng là những giọt nước mắt. Nhưng mà một là giọt nước mắt cho cái sự hối tiếc, đau khổ đã trải qua. Một cái giọt nước mắt là giọt nước mắt hạnh phúc của hiện tại và tương lai. Thì giọt nước mắt nào nó cũng có giá trị hết trơn á. Mỗi cái nó đều cho mình những cái sự chiêm nghiệm trong cuộc sống. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả khi đến với chương trình Lời Chưa Nói, thông qua những câu chuyện như thế này, chúng ta cũng sẽ có những cái điều suy nghĩ về chính mình, về chính câu chuyện của gia đình mình, để mình có một cái cách nào đó để cho mình và những người thân xung quanh mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là những điều mà chương trình luôn luôn mong muốn hướng đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn gia đình, cảm ơn hai khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình Lời Chưa Nói đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Aqua Blue Media thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ năm trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Lactalus Active giúp giảm chảy máu chân răng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp quý vị khán giả vào chương trình lần sau. Thường là em diễn với lại những bạn trẻ vô buka rồi này nọ, còn nay đi dưới cây đa cây đề thì em bị khớp anh nhỉ ơi. Làm sao chứ không phải tôi cứ mở Facebook lên là mọi người ơi, mọi người ơi. Gia đình của con thì rất là thương anh, thương rất anh nhiều thương lắm. Nhưng mà còn gia đình của bạn, của anh thì họ chưa chấp nhận. Tại vì em rất là thương con gái của mình, nên là ba má lại cảm giác mất mát hay sao á. Dạ. Cũng mong anh chị mở lòng ra với cháu, tin cháu để cháu sẽ là người phụ nữ của con mình.